bạn ấy cũng kể một câu chuyện ở Campuchia. Yeah. Lúc mà họ đi về thì một cái vùng Vin là tỉnh đi làm thể làm việc. Buổi trưa thì mọi người đó thấy một cái nhà có bàn có ghế thì nghĩ là món ăn trong vô. Xong rồi thấy đồ ăn ngon có ở cái thêm hào đấy, mọi người cũng mừng hào lên. Yeah. Xong thêm bia đấy, mọi người thêm bia. Ăn uống no say xong rồi bốn người mới vào trả tiền mà không lấy tiền, đây là sinh nhật của con trai tôi. Yeah. Thế không lấy tiền, mọi người xấu hổ bởi vì đến đó rồi còn nào là kêu thêm hào, kêu thêm tôm. Yeah. Kêu thêm bia mà mọi người vẫn cứ đem đến bình thường. Yeah. Mà thực ra hóa ra đây không phải là món ăn mà họ sẽ có rạ, có giống như là Việt Nam mình làm tổ chức đám cưới ở vùng dạ, đúng rồi. Thành phố khác mình. Yeah. Vậy họ sẽ làm những cái bạc, những cái phong rồi xong rồi kê bàn, kê ghế. Yeah. Rồi mọi người đến ăn uống. Thì đây họ cũng nghĩ đây là quán ăn nhưng mà thực ra không phải, đây là một cái dịp riêng tư của gia đình. Họ mới nói với Mai rằng là họ rất là vui. Cái Mai nghĩ trong lòng vui là chắc là vì được ăn miễn phí vào. Không phải, vui là bởi vì vẫn còn cái tình người. Yeah. Ở trên trái đất này. Yeah. Vẫn còn những người tử tế như thế. Bởi vì họ biết chắc đây là những người xa lạ. Yeah. Họ cũng chẳng có cái liên quan gì đến họ. Mà bởi vì bữa trưa nhỡ đường và không có những quán ăn xung quanh họ vào ăn, yêu cầu gì họ vẫn cứ đáp ứng, họ vẫn mời những người bạn, những người nhà. Thì phải nói là những tình người chúng ta thấy là luôn có mặt trong yeah. cuộc sống này. Mai cái hỏi là sau đó rồi như thế nào thì họ cũng nói là đương nhiên là họ bỏ một phong bì. Yeah. Và ở bỏ một số tiền mà lớn hơn rất nhiều lần cái số tiền bữa ăn đó. Yeah. Có nghĩa là tình người được trả nghĩa lại bằng tình người.